Có cô Phật tử đó, cổ hay đến chùa, cổ than lắm. Cổ nói, tôi nói thiệt với sư cô nha, tôi quyết tâm tôi tu hành mà mỗi lần tôi niệm Phật nhiều, tinh tấn tu thì tôi bị quỷ nó phá tôi. Cái con mới hỏi bà cụ ơi, bà cụ có thấy quỷ không? Quỷ nào nó phá bà vậy? Thì bà, con nói chơi như vậy để hỏi bà thôi. Bà mới nói rằng, tại sư cô không biết đâu, con quỷ đó không ai xa lạ, đó là đứa con dâu của con, nó giống như là quỷ vậy đó, tối ngày nó phá con. Mỗi lần con tu niệm Phật tinh tấn cái bắt đầu nó phá. Con mới hỏi gì chứ cô ấy phá bà cụ như thế nào? Bà cụ mới kể lại, nói cô nghĩ coi, tôi bị đau bao tử nha, tôi bị đau bao tử đó, mà tôi kêu con à, con nấu cơm nhão nhão chút cho má ăn. Cái nó nói, má ơi má, nhão giống như cháu heo, ai ăn được má. Nó nói vậy đó. Rồi nó cứ nấu cơm khô miết à, năn nỉ hoài không được. Cái bữa đó cổ làm dữ lên nha. Cổ nói ngày mai mà mày nấu cơm khô tao đập nồi cơm đó. Cái nó nói, má à, người niệm Phật mà sân si như vậy thì làm sao mà giảng sanh được, má tu như vậy là người ta nói má tu hú đó. Nói vậy đó. Thế cổ nói, nó nói sốc mình, nó đem cái chuyện tu hành của mình ra mà nó nói. Mình dạy nó không nghe, rồi giờ mình nói ngày mai mà mày nấu cơm khô là tao đập nồi cơm, cái nó nói mình tu hú. Xong rồi cái cổ nói năn nỉ cũng không được, nói sẵn thì nó nói mình tu này tu nọ. Thôi thì con nước quỳ lại nó luôn. Bữa đó cổ quỳ cổ lại, cổ nói con ngồi đây đi để má quỳ xuống má lại con. Con ơi, con làm ơn, con làm phước, con đừng làm quỷ phá má nghe con. Má muốn tu hành mà má không có đòi hỏi gì nhiều hết á. Con nấu nồi cơm á, con làm ơn, con nghiêng qua một bên, con chế thêm một chút nước ở bên góc á, cho nó nhão nhão chút xíu cho má ăn, còn bên khô con ăn, má lại con quan hỷ, con giúp cho má, để cho má sống được ngày nào má niệm Phật, để má đủ tư lương má về Tây Phương. Cái đứa con dâu nó nói thì sao quý vị biết không? Bà già lại rồi đó, mà nó nói vậy nè, má à, má nghĩ coi, đời bây giờ chứ đâu phải đời xưa mà nấu cơm củi, cơm than đâu mà nghiêng. Cái nồi cơm điện mà má kêu chế nước nghiêng qua là nghiêng sao? Đúng không quý vị? Nấu cơm điện rồi sao chế nước nghiêng? Đời này mà má kêu chế nước nghiêng nồi cơm, đâu phải nấu cơm bằng củi, bằng than mà nấu bằng điện rồi sao nghiêng má? Cái cổ nói nín luôn. Thôi bây giờ mày làm gì tao ăn cái đó đi, chứ giờ biết làm sao. Nhưng mà trong lòng cổ hậm hực lắm quý vị ơi. Cổ nói ngày nào cũng cắn đắng với lại đứa con dâu này, mà nó cứ nói móc nói méo mình hoài à. Đi chùa mình về tới nhà là không có nồi canh mặn thì nồi kho lạc nhách, mà không nồi kho lạc nhách thì cái dĩa đồ xào sống nhăn. Cổ nói không thể nào ăn được, mà ăn không được ngày mình đi chùa về tới nhà ăn có một bữa cơm chay, chứ đâu có ăn giặt gì ở bên ngoài, mà nó cứ làm miết như vậy, cho nên bữa đói bữa no. Cái bữa đó ngày Tết quý vị, cổ gói bánh chưng bánh tét ở nhà. Khi cổ gói bánh tét đó thì mới vừa vớt ra còn nóng hổi à, từ ở trong nhà phòng của cổ. Cổ mới vừa bước ra cái cổ nghe đứa con dâu nó đứng dưới nhà bếp á, nó cầm điện thoại nó gọi cho má nó. Nó nói, má à má, nhà má chồng con mới hấp bánh tét nóng hổi ngon dữ lắm, con ăn cắp 3 đòn bánh tét, con để trong cái bọc đen đó, con treo ở ngoài cái nhánh xoài ở trước sân nhà con á, má thấy ai rảnh má kêu mấy đứa nó qua lấy đem về, con ăn cắp gỡ cho má đó. Cái cổ mới nói, rồi bữa nay tao có chủ đề để tao làm việc mày rồi nè nha. Hồi nào tới giờ là nó cứ nói móc nói méo cổ riết gà, mà bây giờ là cổ có cái chủ đề để cổ làm việc rồi. Cổ nói tao mà đi ra tao thấy một cái bọc bánh tét treo ngay đó, tao xách vô là bắt đầu tao lấy cớ này tao chửi cho mày nghe nè nha. Cổ mới vừa bước ra tới ngoài cửa, định mở cửa ra là ra sân là bắt gặp được liền đó. Mới ra tới cửa cái điện thoại trong túi của cổ rung reo lên. Thế cổ bắt máy, cổ nói alo. Cái đứa con gái của cổ nó có chồng gần đó khoảng mười mấy căn nhà. Cái nó nói, má làm gì mà nói lớn tiếng dữ vậy má? Má giận ai, má sùng ai vậy? Cái cổ hỏi có cái gì nói đi. Thì đứa con gái nói không có gì hết á,
nhà má chồng của con gói bánh chưng ngon lắm, mới vớt ra nóng hổi, con ăn cắp 3-4 cái gì đó, con bỏ vào trong cái bọc á, con treo ở trước cửa nhà con đó. Má thấy nhà mình á, ai rảnh nó chạy xe qua lấy cái bọc mà con treo ở trước cửa chữa nhà, cửa rào nhà con, má lấy đem về, trong đó có mấy cái bánh chưng nóng hổi luôn. Cái cổ nói nói xong sau cái quay trở vô liền. Theo lẽ cổ bước ra cổ bắt gặp cái bọc bánh tét đó là vô làm việc liền nha. Nhưng mà bây giờ cổ trở vô, cổ đi xuống dưới nhà sau, cái cổ mới nói: con dâu à, nhà mình hôm nay gói bánh tét ngon lắm, con lấy mấy đòn con gửi qua cho má con, con nói với má con, má biếu má con ăn lấy thảo. Đứa con dâu nó nhìn cổ trân trân luôn, nó nhìn lạ lùng, nó không biết bữa nay Bồ Tát nào nhập má chồng tôi, không biết vị Bồ Tát nào nhập má chồng tôi mà sao mà bà tử tế dữ vậy. Chưa từng bao giờ làm dâu nhà này hơn 10 năm rồi mà chưa từng bao giờ bà má chồng nói một câu dễ nghe như vậy. Tự nhiên bữa nay bà nói một câu như vậy, chắc có lẽ là Bồ Tát nào nhập rồi. Cái cô con dâu cổ xìu giọng xuống nha: dạ con cảm ơn má, nhưng mà đã lấy rồi, giấu rồi, gửi ngoài kia rồi. Xong rồi sáng hôm sau, quý vị, sáng hôm sau cái cổ kể lại nha. Cổ nói sáng hôm sau theo lẽ là cổ đi chùa, mà mỗi lần đi chùa là đến chùa ăn thôi, chứ đứa con dâu nó không có lo ăn sáng gì hết. Vậy mà bữa đó cổ chuẩn bị áo tràng xong rồi, cái nó nói: má à, má ăn gì chưa, má muốn ăn gì con làm má ăn rồi con chở má đi đến chùa. Cái tự nhiên cổ nhìn đứa con dâu, không biết đứa con dâu này bữa nay Bồ Tát nào nhập nó nữa, sao mà nó đối xử với tôi như mình tốt dữ vậy nè. Hồi nào tới giờ là mình đi, nó không thèm hỏi, nó không thèm dòm ngó tới, mà tự dưng bữa nay nó hỏi: má à, má ăn gì, má nói con làm cho má ăn rồi con chở má đi đến chùa, có lý ghê chưa. Cái cổ nói: thôi con làm gì má ăn đó. Nó nấu cho cổ một bát mì. Cổ nói chưa từng bao giờ mà ăn một cái bát mì nó ngon kinh khủng như vậy. Cổ nói thật sự từ trước đến nay chưa từng ăn cái bát mì nào ngon như vậy. Bởi vì bát mì ngon là do nó chứa đựng tình người ở trong đó mà nó ngon, phải không quý vị? Của cải vật chất tuy rất tầm thường, nhưng mà cái tâm thành kính khi cúng dường cho nhau thì thức ăn đó ngon biết dường bao. Người ăn được cái món ăn đó thì sẽ đi vào cái cõi vô dư niết bàn luôn, cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu nói chưa từng bao giờ ăn một bát mì ngon, chưa từng bao giờ cảm nhận được cái tình mẹ chồng và nàng dâu mà nó thân thiết thương yêu như vậy. Kể từ ngày hôm đó cổ đổi cái nhìn luôn. Đứa con dâu này nó không có tệ, chẳng qua là mình đối xử với nó hơi khắt khe. Bây giờ mình đối xử tốt với nó thì đứa con dâu đó đã đối xử tốt với cổ. Mỗi lần đi chùa là chở cổ đi đến chùa. Bây giờ cổ nói rằng đứa con dâu đó không phải là quỷ phá con nữa, mà nó là hộ pháp ủng hộ cho con đi tới chùa tu nơi các đạo tràng đó. Kính thưa quý Phật tử, Bồ Tát, hộ pháp hay là quỷ sứ gì cũng từ nơi đâu? Từ nơi một cái nhìn của chúng ta thôi quý vị ơi. Nếu như tất cả quý Phật tử đây đổi một cái nhìn nha, và đổi cái cách sống của mình, thì cái người kế cận bên mình đó không phải là quỷ mà là Bồ Tát. Ai làm chướng ngại mình cũng là Bồ Tát thử lòng tôi thôi. Bồ Tát khảo hạch trắc nghiệm coi cái công năng tu hành của tôi như thế nào. Tôi xin cảm ơn các vị Bồ Tát. Nhờ các vị Bồ Tát khảo hạch hỏi bài tôi mỗi ngày, cho nên tôi mới rèn luyện cho mình có được một bản lãnh, có được một năng lực nhẫn nại trước mọi hoàn cảnh như thế này. Cảm ơn các vị đó đi, vì Bồ Tát chứ không phải quỷ sứ đâu quý vị à. Nếu chúng ta biết sống tùy duyên thì ở chỗ nào quý vị cũng an vui và hạnh phúc, và cái cõi ta bà này sẽ chuyển hóa thành cực lạc ngay lập tức. Tùy thuận các duyên, đừng để các duyên nó làm chướng ngại mình nha. Nếu quý Phật tử đây không có đủ duyên, không có đủ phước có được những đứa con hiền, những người cháu thảo, không sao hết.
nhờ những đứa con nó ngỗ nghịch, nó bất hiếu, nó không quan tâm, nó không chăm sóc cho mình, cho nên hôm nay mình mới phát khởi cái tâm nhàm chán, cái nỗi khổ ta bà mà tha thiết cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc sớm hơn. Còn nếu mà nó thương yêu, nó chăm sóc, nó hiếu thuận chu đáo, chắc chúng ta ghiền quá, ghiền ở lại cõi ta bà, mê nhiễm luôn hồng trần. Nhưng mà nhờ như vậy, nhờ cái cảnh duyên trái nghịch đó mà là cái pháp trợ đạo. Đừng để cho bất cứ một cái pháp nào ở giữa thế gian làm chướng ngại cho con đường tu tập của mình. Người sống như vậy mới gọi là biết sống tùy duyên. Đây là yếu tố thứ ba để giúp cho chúng ta giữ gìn chánh niệm và thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Yếu tố thứ tư, hám sơn đại.